Đầu xe nha nè, máy cực kỳ luôn nha, để quan chạy một đoạn cho anh em xem nha. Khu 1 và đầu ET thì biển bàn anh em, về cái độ bốc mà độ đầm máy nha. Máy im thì quan cái nó im rồi mọi người, còn những xe mà máy mà lập dập là quan có mua đâu anh em. Số 4 mà đi lên ga là nay rồi nè. Còn một miếng hú nha mọi người. Quan đậu quan quay cho anh em nha. Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Quang Xe Máy nha anh em. Anh em vui lòng bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Quang cũng như để cập nhật thêm những mẫu xe mới về theo ngày tháng năm nhé. Anh em cũng vui lòng bấm luôn biểu tượng like ở phía dưới màn hình video để ủng hộ cho Quang nha mọi người. Rất cảm ơn anh em ạ. Thì trước mắt anh em là chiếc Future 1 đầu ET nha anh em. Tình trạng xe là máy móc im zin, bít đầu nồi, xe đi cực kỳ nhẹ luôn. Hôm nay Quang chịu khó Quang bung bẩn ra cho anh em tham khảo bên trong nha. Tại có rất nhiều anh em yêu cầu Quang là bung bẩn chiếc xe này ra để mà tham khảo rõ hơn, chi tiết hơn mọi người trước khi mà chốt chiếc xe này nha. Sườn anh em. Máy đang nổ cực kỳ im nha. Bạc lóc là xin nha anh em. Bích đạp đẹp luôn nè. Hơi bụi nha mọi người. Biển số chiếc xe này là 4521684H1. Xe là ở huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh nha anh em. Máy em gu ấm hỉnh luôn nha. Đèn rất là sáng mọi người, đèn theo xe nha mọi người. Mà lông chuột thì được cái nó sạch anh em. Có nhiều anh em cũng rất thích màu này nha. Bạc lóc nè. Nguyên xin nha anh em. Đầu lòng à, mấy bữa dịch quan đậu nó hơi móc me nha anh em nè. Không sao nha. Quẹt sơ rồi ra thôi. Ốc đầu nè. Cũng còn. Cái ốc này còn rất là bén nha. Anh em xem nè. Con này cũng vậy nè mọi người. Đây luôn nha. Một bộ sơn tiền của hãng chút nè.
nó chơi lòng mình nè, bé ngốc. Cái bảo vệ cốc lọc xăng còn luôn nha. Xuồng xanh đẹp nha nè. Mấy cái biểu tượng xi nhan kèn. Đề nè mọi người. Xe này giờ đồng hồ là 21.000 nha. Kim rất đỏ nha. Mặt kính zin chưa thay nè. Đồng hồ thì chỉ mang tính chất tham khảo thôi nha nè. Tại vì những xe lâu đời quá rồi đứt dây này kia chủ không có thay mọi người. Không có chuẩn mọi người. Xe hơi dơ nha mọi người. Nói chung là hơi dơ chưa có chùi rửa nha. Nè bộ anh em có bụi nè. Nè. Lốp luôn nha anh em. Xe này rửa ra là cực kỳ đẹp luôn nha anh em. Đem gấp còn nè anh em. Còn gấp là không một mọt cái đó. Sườn đẹp luôn. Như anh em biết cặp phục phương 1 rồi, nhúng thật sướng nha. Có nhiều dòng xe bây giờ vẫn mua cặp phục này gắn vô nha anh em. Là anh em biết cặp phục phương 1 nó ok cái nào đó mọi người. Anh em chở 1 cũng được, chở 2 cũng được tại cái tăng đưa nè anh em. Chở 2 dặn qua 2 nha, chở 1 thì dặn về 1 nha. Thường thường chỉnh 1 á, anh em chỉnh nước 1 đi rất là êm mái nha. Áo đẹp nè. Bộ áo là tháng 4 hay là 1 nha anh em, mũ bên trong còn mới chát luôn nha. Nè anh em xem đách áo nè. Tháng 4 hay là 1 nha anh em. Bộ áo theo qua đánh giá còn khắc chuẩn nha mọi người. Đèn cày trước là cũng chưa sơn luôn nha anh em. Này còn nha. Nó hơi lác đác nha nè. Dàn cam nè. Dàn cam thì không một mọt cái đâu. Đùm cũng xin nè, chưa sơn nè. Dàn trước, dàn sau là xin một cặp theo xe nha nè. Đây, dàn sau nè. Goshi GZ. Dành cam đẹp, bạc đùm đẹp luôn ạ. Vâng, quay dành trước cho em xem nha. Đây CZ nha anh em, đầu cam là còn màu luôn nha anh em. Để quan mở yên cho anh em tham khảo bên trong nha. Sườn chưa sơn nè. Bình xăng zin chưa sơn nè. Dơ nha anh em. Dơ thôi mọi người. Chứ không có sơn lại nha. Mấy cái bát yên nè. Này rửa là xanh chành luôn đó nè. Đế yên cũng xin nè. Đế yên tháng 8 2000. Còn sách hướng dẫn sử dụng luôn. Máy đi bốc nhẹ miễn bàn. Rồi vừa rồi Quang vừa đi sơ lược chiếc Future 1 đời 201 nha anh em. Đầu ET. Rất cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi video nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo ạ. Đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Quang nha anh em. Rất cảm ơn anh em ạ. Bye bye.
Đây đây.